Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trang Ngọc Hoàng Thượng Đế và Lam Thị Thờ, Lam Thị Vũ Đạo Thiên Tông từ Đền Thượng trở về Đình Vơ, hiến lại tích đánh hộ.
vị khác nghi thức nghi lễ trong buổi rước lễ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin trân trọng thông báo
là các cụ cô lão trong làng. Cổ xưa, quần long nhà Ngọc trông ta, chín tầng tháp cổ lối đưa về trời, tòa đá điêu khắc tuyệt vời. Đây nhà những câu thơ được đúc kết rất đặc. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân, tháp được đặt tại vị trí trước tòa tiền tế của đền Ác Xá, có bình đồ hình vuông nhỏ dần về phía ngọn, có màu nâu đỏ, cao 450 cm, cạnh đáy dài 150 cm, bệ gạch cao 60 cm. Tháp chia thành 4 phần gồm bệ tháp, đế tháp, thân tháp gồm 12 tầng và đỉnh tháp. Hiện tháp còn khá nguyên vẹn, được tạo tạm bằng chất liệu đất nung, có niên đại thuộc thời Lê Trung Hưng, thân đế bệ bằng đá có niên đại thời Mạc. Tháp được xây dựng bằng phương pháp thủ công truyền thống với kỹ thuật nung, chạm, khắc tinh xảo, trau chuốt và vô cùng độc đáo. Đặc biệt, toàn thân tháp trang trí đầy đặc những họa tiết văn hóa hình rồng phượng, sư tử, tiên nữ, hình lực sĩ, ngựa có cánh, vân vân. Ngoài ra, trên thân tháp còn xuất hiện nhiều đề tài mang đậm chất dân gian như cảnh người đấu vật, bắt rắn, chim, hiêu, hổ. Tất cả đều được bố cục thành những mảng khối với dáng khỏe, sống động, mang đậm dấu ấn kiến trúc, nghệ thuật. Và miệng và cổ bình nguyên cao, thân trong tròn, chân tế, hình gắn liền với đỉnh mạch. Tầng số 12 của tháp, tháp được quay là nơi giao hòa với trời và đất, là nơi con đường thăng thiên cắm trần của Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị thần tiên. Vâng, theo hồ sơ bảo vật quốc gia, chuẩn thực tháp chất lưu cực di tích quán đạo đền Ác Xá là một hiện tượng văn hóa độc đáo trong các di vật, có một không hai, hiện còn lưu giữ chất lưu và tháp đá tương tự ở khu vực phía bắc của nước ta. Với giá trị đặc biệt trên, di tích hiến tháp tươi, bây giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, và tháp đất nung đền Ác Xá được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định số 2198 ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tháp đất nung hiện lưu giữ tại đền Ác Xá xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, là hiện vật gốc duy nhất và lớn nhất của văn hóa đạo giáo còn lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, tháp cao suốt và vô cùng độc đáo. Vâng, hiện tại trong khu vực tháp, các ông thầy cả, các ông từ, các cụ cô lão trong làng, nội tế lang quang và đi quang đang làm lễ diễu hành thầy bí trần tháp cao 9 tầng. Biểu thị 9 tầng mây cao vời vợi của chốn kiểu trùng.
người người mong được đến nơi tham quan di tích tuyệt vời Trần Thiên, truyền thuyết Thiên Đình Thủy Liên, nguyên đáng tại hạ từ tiền cổ xưa, quần nóc nhà học châu xa, chín tầng tháp cổ lối đưa về trời, và đá điêu khắc tuyệt vời, thiên to thánh lớn trường thời Trần Thế.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
quan mẹ khó, thái nhất gặp hàng thế, vừa lệnh ông nhân dân diệt trừ ổ ác. Thank you.
quản đấy. Một chi thế thì mình kêu ba con thằng là tập trung vào một chỗ, là để tập trung vào một cái đấy thôi. Quay đi giữ người cái đấy. Cái lá này xin để làm gì hả bà? Tắm để tắm. Cái lá này về là cháu mới tắm chưa. Cái lá mà trai xấu thì đẹp. Cháu nhìn thấy bà quen lắm à? Ồ, đi cùng với nền à? Vâng. Đi nãy cùng mà. Vâng. Tôi gặp đều mấy lần mà. We'll be right back.
Bài nào chân đấy, đỡ dẫn vào chân nhau. Để đi bài vào đó. Cao quá. Lấy nó vào.